Chào mừng quý vị đã trở lại kênh youtube.com gạch chéo đồ gỗ Đức Hiền. Kính thưa quý vị, hôm nay đang là chiều tối ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020. Và trên màn hình quý vị đây là chiếc sập gỗ vụ Lào chọn vân đặc biệt. Và kích thước là 1m8 x 2m2. Cái này là của nhà bác Xuân ở quận Tây Hồ đã đăng ký. Và chúng tôi đã chỉnh trang xong. Tí nữa là mang ra cho bác. Thì sập này là 1m8 x 2m2. Và sau khi chiếc này đi rồi thì chúng tôi sẽ lại dựng lên một chiếc tương tự luôn. Với cái phần vân ở trên mặt này nó cũng đẹp được đúng như thế này luôn. Và cái sập tiếp theo sẽ là giá là 90 triệu. Đây là cái sập này giờ để cũng lâu rồi cho nên là màu nó đã xuống một cái màu rất là đẹp. Nhưng mà cái lúc mà mới sơn ấy, cái sập tiếp theo thì chắc chắn là màu nó sẽ sáng hơn. Nó tương tự như là cái giường đằng sau này. Đấy, gỗ vụ để lâu màu rất tuyệt vời. Đây là hoàn toàn màu nguyên bản của gỗ chứ không phải là phun màu vào. Các dạ trơn tru luôn, to đẹp, dạ cổ liền, chân 24. Cái bộ tới thì dạ rất là đẹp luôn, tương tự này. Phải đồ gỗ Đức Hiền kinh báo để quý vị gần xa được biết và về tham quan mua sắm ở đồ gỗ Đức Hiền nằm cạnh trường tiểu học xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với số điện thoại 0984666999. Đây tôi đang ra để chiếu lên khu A để quý vị xem số điện thoại đây. Khu A của đồ gỗ Đức Hiền đó. Điện thoại này 0984666999 hoặc Zalo là 0967666111. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu B với số điện thoại màu xanh này. Và quý vị có thể liên lạc với cái số Zalo của con trai tôi là kiến trúc sư Nguyễn Hưng Long 0348999666. Cháu nhận thiết kế tổng thể luôn. Và riêng cái mảng tranh cũng như là đồ sứ thì là cháu được giao. Dần dần cháu sẽ phụ trách hai cái mảng này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Lúc này đang là buổi chiều tối ngày 4 tháng 11 năm 2020.